Trong cập nhật 76 phần 1, Talent Switch đã ra thêm 5 răng mới cho Endless Mode. Từ đó, bạn đã có thể đem thêm slot unit thứ 7, xây được tổng cộng 22 con unit và thêm một tuyệt kỹ mới, đó chính là Smith. Nhưng điều quan trọng nhất là để lên được 15 răng không phải là chuyện dễ dàng. Vì ở 10 mức răng đầu tiên, bạn chỉ cần 100.000 kinh nghiệm. Nhưng ở 5 mức răng sau, bạn phải farm thêm đến 300.000 kinh nghiệm nữa. Nói một cách khác hơn là quá trình cày chỉ bắt đầu đó các bạn. Và trong video này, Bum sẽ tiến hành biến mình thành Mr. Beast, dùng đội hình siêu cấp vô địch vũ trụ về Pay to Win để remap Endless. Và video ngày hôm nay, Bum sẽ sử dụng đội hình siêu cấp vô địch vũ trụ về Pay to Win để cày răng Endless. Đây là một trải nghiệm rất thú vị bởi vì không phải có nhiều người có được đội hình giống Bum. Vì vậy, bạn nhớ xem hết video này để xem tốc độ farm răng của mình như thế nào nha. Còn bây giờ, ăn chạy Sting, uống bị snack và chúng ta bắt đầu video thôi. Mừng cho các bạn trở lại với kênh Bầm Đô và Lóc ngang. Ok các bạn, và như tất cả những lần mở đầu video trước thì chúng ta sẽ tiến hành giveaway hai con Hyper cho hai bạn may mắn nhất nha. Đây rồi các bạn, chúng ta đã có tổng cộng là 1636 comment nha. Và bây giờ thời khắc quan trọng đã đến. Pick a winner. Trời ơi, Bùm xin chúc mừng bạn Lê Tuấn Đạt 41 nha. Trời ơi, em trai, em may mắn quá trời may mắn luôn rồi em trai ơi. Anh xin gửi tặng em con Hyper nha. Hyper nè, Sen nè, confirm luôn nè. Ê, Mail Street Full Trend. Rồi, ok, chúng ta vẫn còn một cơ hội nha các bạn. Hồi hộp và chờ đợi người thứ hai là ai nha. Pick a winner. Ôi xôi ôi, Bùm xin chúc mừng một cái bạn Trung Phạm Minh Lệnh cái nick YouTube nha. Chúc anh một ngày vui vẻ. Em tên là SkiBD801. Ok em, anh cũng xin chúc mừng em đã nhận được con Hyper nha. Rồi, Sen nè, confirm luôn nè. Mail success full Sen rồi nha các bạn. Vâng, và nếu mà bạn nào đang muốn nhận được giveaway Hyper thì một cái thao tác rất là đơn giản các bạn. Có nghĩa là các bạn chỉ cần like, chỉ cần đăng ký kênh, sau đó là viết xuống phần bình luận phía dưới đó cái tên Roblox của các bạn nha. Và sẵn nếu tiện được ra thì cũng xem cái ghi bình luận của Bùm luôn nha. Nó có những cái điều hay ho ở cái phần ghi bình luận phía dưới đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra hòm thư nha các bạn. Hòm thư hôm nay cũng lại 100 người nha. Bùm gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã gửi tới Bùm những cái phần quà nha. Phần quà của các bạn dù lớn hay nhỏ thì nó cũng đều rất giá trị với Bùm về khía cạnh tinh thần nha các bạn. Nói chung là gửi quà thì cũng không cần gửi gì đâu cho nó quá lớn, gửi từ từ, gửi nhỏ nhỏ thì nó cũng đều được trân trọng các bạn. Nói chung là các bạn sẽ thấy Bùm kéo kéo là kéo kéo như vậy thôi. Nhưng mà Bùm đang gọi là trong đầu đó là gửi lời cảm ơn, gửi lời cảm ơn, nhưng mà không lẽ cứ kéo phần quà nó cảm ơn hoài thì nó hơi kỳ. Ông cảm ơn bạn Hoàng Lỗi Game 1 nha. Hoàng Lôi Gaming 1. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Bạn gửi tặng cho Bùm một con Hyper nè. Rồi cảm ơn những bạn ở dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Những phần quà của các bạn gửi đến Bùm phải nói là chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là nhiều lắm rồi các bạn. Rồi cảm ơn bạn Rozo Kiếm Sĩ đã gửi cho Bùm một cái con Last Firework Cameraman nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cho em xin các bạn với anh, chúc anh một ngày vui vẻ. Ok Bùm biết rồi, chút nữa nha. Rồi Bùm cảm ơn bạn Bim UI Hi cho em lên TG. Em lên TG rồi nghe. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Ê nói nghe các bạn, con Future Last Lockman này nè, nó có khả năng đi được cái map mới nhanh lắm đó. Và Bùm hy vọng là Telemrit thay đổi một xíu trong cái việc phần quà đi, chứ để cái map khó mà không có quà gì cũng hơi kỳ. Nhưng mà nói chung là Bùm đang muốn nói với bạn là các bạn có sử dụng cái con Future Last Lockman này nè, đi cái map đó vừa rẻ vừa hiệu quả nha. Bùm gửi lời cảm ơn bạn FFZUFUYF. Bạn gửi cho Bùm tới hai con lận nha. Hai con Future Last Lockman với lại tổng cái gem trên dưới đó là 2002, và hai con này đều có chữ ký nha. Rất trân trọng, rất trân trọng các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi cảm ơn bạn Bim UI Hi nha, gửi Bùm con Âu Hot Ly nè. Cảm ơn bạn RBTA VIP 190 nha. Cảm ơn bạn rất nhiều đã cho Bùm cái con Mac Bunny. Rồi các bạn thì chút nữa đi ha. Rồi Bùm cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả những tình bạn cảm của các bạn nha. Chấp nhận
cái này xong full luôn đó các bạn. Full cái hòm. Tại vì cái kho của Bùm bây giờ nó nhiều lắm rồi. À, Bùm gửi là cảm ơn bạn MiriWiri3Z nha, đã gửi cho Bùm một cái con chép TV Man có chữ ký luôn nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Anh ơi kết bạn với em đi, em fan anh lâu lắm rồi. Ok, Bùm sẽ kết bạn với bạn chút nữa này nha. Rồi, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn tất cả tình cảm của các bạn. Rồi, Bùm vừa ra ngoài để gửi lời kết bạn với tất cả các bạn đã yêu cầu ha. Bây giờ thì Bùm xin được phép claim tất cả những phần quà này và chúng ta bắt đầu với một quá trình cực kỳ thú vị. Ê, ê, pháo bông. Ý, này. Tới đúng lúc này bắn pháo bông để bắt đầu quá trình thú vị, đó chính là dùng đội hình siêu pay to win để mà cày răng and let it slide. Vô đi. Ok, anh chị em vào Simap rồi sẽ ok các bạn, Bùm đang set up tất cả những cái con unit của Bùm rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ giải thích cái đội hình Mr. Beast, đội hình siêu cấp vô địch vũ trụ về pay to win, để xem là Bùm set up như thế nào nha. Pay to win thì pay to win, nhưng mà cũng phải set up làm sao cho nó đẹp đẹp một xíu, cho nó OCK, nó ổn xì định một xíu. Rồi, chúng ta sẽ mở rộng bản đồ ra và coi. Bùm đang có 21 trên 21 slot unit đó, thì Bùm sẽ tiến hành xây những cái con upgraded Titan Clockman ở đây làm sao cho cái vị trí nó đẹp thiệt là nó đẹp, nó nằm trong cái tầm up của con đi chạy tí gì men. Ủa cái con này cho chết rồi, cái con này nó không nằm trong tầm bút của con đi chạy tí gì men này rồi. Ê xa, không biết có bán đi xây lại được không ta. Thôi kệ đi các bạn, không sao không sao. Có con ngoài tầm búp cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Các bạn yên tâm thì Bùm xây có một số những cái thay đổi nhất định. Đó là cái gì? Cái con Titan Fanman này thì Bùm đang định nó để ở giữa giữa đây. Thì lý do nó cũng rất đơn giản thôi các bạn. Bùm đang muốn gọi là tận dụng cái việc mà cái con này nè, nó vừa có được cái tầm búp của cái con DJ TV Man, vừa có cái búp tầm đánh của con Chip Lockman. Thì như vậy thì Bùm nghĩ là để giữa bản đồ rồi nó đẩy hết được trong khu vực này thì chúng ta sẽ gọi là farm nó nhanh hơn, nó ổn xì định hơn. Đúng chưa. Chứ bây giờ xây ở đây nó không có cái búp của con DJ TV Man đó, nói thiệt là các bạn, nó cũng sẽ ảnh hưởng với cái việc đẩy nha. Tại sao như vậy? Tại vì cái con Titan Fan Bùm này đó, nó đẩy là dựa trên cái đòn đánh của nó. Cứ mỗi đòn đánh đó là nó sẽ push cái con toilet về 1.5. Và nếu nó có tăng cái tốc độ đánh lên thì rõ ràng một điều là nó sẽ đẩy ngon hơn. Thì xây ở đây nó vừa đảm bảo được cái chuyện đó, vừa đảm bảo là khỏi bán đi xây lại, khỏi có cái gì hết trơn đó, chúng ta có thể gọi là thoải mái tự do. Và bây giờ chúng ta không phải cái nhiệm vụ là đi làm sao cho nó gọi là xa nhất, mà nhiệm vụ của chúng ta là đi làm sao cho auto skip được xa nhất. Cái đó mới là cái yếu tố mà chúng ta quan con nhà bà Tâm, đúng chưa? Quà đừng khỏi nói, khỏi bàn khỏi cãi rồi. Tiếp theo là hai con Astro Upgraded Titan Cameraman. Hay một con phía trước này là nó bảo đảm nó đánh tới nhà luôn, đánh tới chỉ toilet luôn. Rồi một con Astro Toilet phía sau để nó hơi xích về sau một xíu để nó có thể bao được cái khu vực ở phía sau này. Là bảo đảm với các bạn luôn là xì lâu trên từng đường đi, và chúng ta gọi đỡ mất công chúng ta nhấn cái target các bạn. Giờ làm miếng dữ lắm mà cày răng là làm sao? Cày răng có nghĩa là làm sao chúng ta phải thoải mái nhẹ nhàng xíu. Đúng chưa? Phải thoải mái nhẹ nhàng chứ bây giờ mà cày răng mà còn ngồi canh rồi bể rầu rồi ngồi này kia mệt lắm. Thôi không là làm như vậy là không có được tốt, không có được ổn định. Mà có điều là xây ở đây là sao đâu á, cái con đi chạy TV Man này là bị lộn nè các bạn. Có thể là phải xây cái con đi chạy TV Man này là xích lên trên xíu, hay là đổ chỗ con upgraded Titan Lockman này. Mà đổ chỗ con này hơi khó, bán đi cái là con này nó đánh là không xây lại được con này. Khó như vậy cho nên là chắc là đổi chỗ con DJ TV Man này. Mà bây giờ bán đi cũng hơi khó xây lại cái con DJ TV Man này. Khó lắm chứ không phải dễ. Ê, ủa được mà. Ôi vậy bán luôn. Dễ. Content các bạn. Đây. Content, tất cả đều là content các bạn ơi. Ê, bắp được con này không? Được luôn. Được. Content, Bùm cố tình làm ra cái câu chuyện này để mà các bạn thấy say ngu. Đâu có các bạn. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong chữ tính toán của Bùm hết rồi. Giả bộ say sai nhỉ? Mới có câu chuyện để nói chứ say đúng hết. Đậu cứu gì lấy gì nói, làm sao mà bú view được. Mình đã bú view theo trường phái gì đó chính là mình lấy cái tên Mr. Beast ra. Đúng rồi, mình lấy tên Mr. Beast ra. Không chỉ là nói trong video mà mình lấy tên Mr. Beast ra, cái mình còn gọi là clickbait theo kiểu là mình đưa vô tiêu đề luôn. Mình đưa vô tiêu đề, ví dụ giống như mình ghi là dùng đội hình Mr. Beast. Ôi xôi ôi, nó lại là bú view luôn.
Quá trời thông minh nè, trời ơi, nghệ thuật bú view cấp cao. Trời ơi, ê, quỷ yêu này không biết nhục tới. Làm gì nhau. Ôi xôi ơi, mà thật ra mà nói với các bạn là cũng phải công nhận đây là một cái đội hình gọi là pay to win, nó cũng hơi bị dữ các bạn ơi. Mà nếu mà những người chơi thông thường chắc cũng hơi khó để mà có cày răng giống như bùm giống như vậy. Nội con úp lóc là thấy mệt trong người rồi, rồi con gì nữa, con tay tành fan men rồi con gì nữa, con ở chép lóc men rồi con gì nữa, đi chạy tới gì men chưa đâu, ngày 11 nữa nghe, mà nó có thêm cái slot thứ 7 đó, bùm mà đem lên cái con golden future last lóc men thì thôi luôn. Cái đội hình này là không biết tính tiền bao nhiêu mà nói nữa. Mà là youtuber thì bắt buộc là phải đầu tư để làm video. Còn bây giờ mấy quay này là rùi mũi kiến dáng, đội hình nào đi chăng nữa vẫn có thể auto skip cho tới quay này. Nó là một cái câu chuyện quá đơn giản, nhưng mà cái vấn đề quan trọng mà chúng ta đang quan tâm lớn nhất ở đây là liệu rằng với cái việc mà bùm đang sử dụng cái con Titan fan bùm mà đang xây ở cái vị trí này, đó có phải là một quyết định đúng đắn hay không, hay là để đó là dành những cái vị trí đẹp giống như con uplop này nè, xây vô đây nó sẽ ok hơn, và cái con Titan fan bùm này nè chúng ta có xây xuống dưới này thì không biết. Thì như những cái trải nghiệm của bùm về cái đợt mà đi solo á, thì nếu mà bùm lấy cái con Titan fan bùm này nè, bùm xây xuống đây nè các bạn, thì auto skip đến tầm đâu đó nó đếm trên hệ thống nha, 115, 116 gì đó là tạch đó. Hoặc đi mà gọi là tệ hơn một xíu, gọi là máy bị lag rồi mất đam đó các bạn, thì nó ghi nhận đâu đó là đi tới quay 109 hay 108 gì à các bạn. Thì đây là một trong những cái gọi là cái quyết định mới của bùm, và nó cũng là một cái video để các bạn thấy được ngoài cái trải nghiệm của cái đội hình Mr. Beat ra, thì chúng ta còn thấy được là đổi chiến thuật một xíu thì liệu rằng mọi thứ nó có ngon lành, nó có ô xì kê ổn xì định hơn hay là không. Ok chứ. Và trong quá trình mà chúng ta những cái quay đầu này chúng ta chờ đợi thì bùm cũng muốn thông tin đến các bạn như thế này. Cái con game Anime Defense thì bùm cũng đang làm trở lại nha các bạn, và bùm sẽ làm cái video về cái khía cạnh trải nghiệm về nó. Bùm đang cày luôn các bạn, có nghĩa là quay hết cái video về game Toilet Tower Defense đó là bùm nhảy qua bên đó, bùm cày liền, bùm làm video. Bùm sẽ không có đăng ở trên cái kênh bùm Roblox này, mà bùm đăng ở bên kênh bùm 02. Thì nếu mà các bạn đang yêu thích cái game Anime Defense đấy thì các bạn có thể là kiểm tra cái phần game bình luận, bởi vì bùm để cái kênh thứ hai của bùm á ở bên cái phần game bình luận đó, để mà các bạn có thể vào đó. Thì tùy thôi các bạn, con game nào nó cũng có cái hay riêng, nó cũng có cái tệ riêng, chúng ta sẽ không có so sánh làm gì cả, tại vì game hay thì chơi, mắc cái gì phải so cái này rồi bỏ cái kia, đúng không? Bùm chơi cả hai game, các bạn có khen game này chê game kia gì đi chăng nữa, bùm vẫn chơi cả hai. Bạn chê Anime Defense là gì đi chăng nữa, bùm vẫn chơi Anime Defense. Bạn chê Toilet Tower Defense, bùm vẫn chơi Toilet Tower Defense. Ủa, mắc cái gì? Ai bận chơi một game rồi hả phải bỏ game kia? Không cần, chơi hết. Dòng thứ con nghiện mà các bạn, con nghiện rồi còn làm gì nữa. Cái game kia nó đang ngon lành, mình chơi mình còn bú view, game này cũng vậy, mình chơi mình bú view mình kia, cái kiểu đó. Nó vậy thôi. Ok các bạn, bùm tới quay thứ 86 rồi ha. Và nhân đây thì bùm cũng muốn cập nhật lại cho các bạn về cái việc cái con Upgraded Titan Lockman này nó đang bị giảm sức mạnh ở một chỗ nha các bạn. Có nghĩa là nó có thể chống stun ở tất cả những cái thể loại khác, nhưng mà riêng cái con gà đó các bạn, nó không chống stun được. Các bạn nhìn nó quét nè. Đó, nó quét một cái ngủ hết các bạn, thấy không? Thấy chưa các bạn? Nó ngủ hết luôn nha các bạn, nó quét một lần là ngủ hết. Còn như bùm đã cũng đã test qua cái con Golden Future Last Lockman rồi, nó không bị ngủ giống như vậy, nhưng mà riêng cái con này bị gà quét, nó có thể chấm tình nhưng mà nó vẫn ngủ. Và bùm cũng xin cập nhật lại với các bạn về cái gọi là cái chiến thuật này, nó đúng ở cái giai đoạn đầu này rồi. Các bạn thấy khi mà xây cái con Titan fan bùm ở đây đó, cái tầm đánh nó được búp ra cho nó ra đến tận đây nè các bạn, và thêm nữa là cái đẩy của nó đã được tăng cái độ búp từ cái con DJ TV Man cho nó đẩy quá trời dữ rồi các bạn ơi. Nó đẩy gọi là dé dè dè, nó đẩy không thể tưởng tượng được. Các bạn coi, nhìn các bạn coi nè. Nó đẩy tới mức độ mà cái con này nó rời đường đi, nó dịch sát ra ngoài này luôn rồi. Và thêm một cái điều nữa này nữa, bùm quên chia sẻ lại với các bạn là cái việc cái con Titan fan bùm nó nằm ở giữa map này, nó còn có một cái lợi thế mà nó hay ho hơn rất nhiều so với cái việc là các bạn xây nó ở đây, đây nè các bạn, hoặc là các bạn xây nó ở dưới góc này, là ở chỗ là nó không đẩy cái con toilet đi quá xa đường đi và vượt ra ngoài tầm đánh của những cái con đam chính của mình. Tại vì khi mà nó vượt ra ngoài tầm đánh đó các bạn, cái việc đẩy nó sẽ gây ra cản trở nha. Tại chúng ta thiếu đam, chúng ta cực kỳ thiếu đam trong trường hợp đó. Và cái toilet đó, nói đi trời ơi, đi
tứ phương tám hướng hết, mà nó đi giống như vậy nó sẽ không tối ưu đam piercing được của cái con upgraded Titan Clockman. Và tính ra như vậy nó lại là gây hại, có nghĩa là cái gì cũng vậy, nó chỉ vừa đúng là nó tốt nhất, còn nếu mà nó gọi là nó quá đà thì nó sẽ dở, nó quá đà nó sẽ là dở ngay lập tức. Trong đó nó đang có chuyện gì ở game này? Thấy, nói chuyện rồi là hai chuyện không liên quan nhau nhưng mà bùm vẫn có thể liên hệ không? Cái quá đà ở game này đó chính là việc là một số những cái cập nhật gần đây đó, nó ra những cái con mà nó mạnh quá, giống như kể cả cái con Uplop này nè các bạn. Thì cá nhân Bùm đánh giá là cái trải nghiệm về cái việc đi Enlit đó, nó bớt cái tính thú vị hơn so với cái thời gian trước. Hay nói một cái cách trắng trợn ra là cảm giác như cái con game này nó không hay được giống như khoảng thời gian trước các bạn. Nó làm cho người ta cảm giác như là dù có pay to win, đương nhiên là các bạn pay to win, các bạn vẫn phải sử dụng chiến thuật để các bạn có thể là đi map, nhưng mà nó gây ra một cái sự cách biệt giữa những cái người chơi giống như Bùm. Với lại các bạn bây giờ mà Bùm làm các cái content về Enlit hoặc là các content về review unit này kia các kiểu, các bạn Bùm biết trước chứ không phải là Bùm không biết. Một số bạn coi review coi như vậy thôi, nhưng mà các bạn cũng không thể sở hữu được những cái con giống như vậy để mà các bạn gọi là chơi chung với Bùm. Các bạn đâu có đâu, hồi lúc trước thì khác nha. Hồi lúc trước cái tầm ví dụ như hai bơ chẳng hạn thì vẫn có cơ hội những cái người nào mà tích lũy gem rồi này kia các kiểu đó, quay rồi may mắn ra được những cái con mà nó unit nó cũng ngon ngon, nó cũng ok xíu rồi. Bùm nói thì các bạn dễ hiểu, còn bây giờ á, nhiều khi Bùm nói các bạn rất là khó hiểu các bạn. Đừng có nói về cái con upgraded Titan Lockman này đâu, Titan Fanman nó cũng đang là một cái vị trí giá nó khá là cao rồi. Cái gì DJ TV Man thì bây giờ nó tới nóc nhà rồi các bạn. Con này là con Trip Lockman này cũng vậy, và cái con Golden Future Last Lockman cũng vậy. Và còn thêm một cái điều mà Bùm cũng khá là trăn trở nữa, đó là sau một loạt các event dành cho những cái người mà gọi là phải bỏ tiền ra nhiều đó các bạn, không phải là pay to win cho nhà phát triển nhà, mà pay to win ở trên thị trường thôi, có nghĩa là những người mua bán với nhau thôi, chứ Talentrit cũng không nhận được gì quá nhiều trong những cái bản cập nhật đó. Thì nó đến tới cái cập nhật Summer lần này thì cái con map mới, thực tế mà nói nếu mà Bùm không đưa ra một cái hướng dẫn về cái đội hình mà rẻ tiền nhất để các bạn có thể là auto skip từ đầu đến cuối cái map đấy đấy, thì Bùm nghĩ là rất là khó để những cái người chơi bình thường khác có thể là chơi được giống như vậy, tại vì sẽ khó lòng có được một clip nào đó nó phá đảo nếu mà Bùm không phải là người đi đầu tiên. Nhưng mà đổi lại là cái gì các bạn, sau khi các bạn chiến thắng các bạn cũng chỉ được 1.000 vàng thôi, và Bùm cảm giác là nó khá khó hiểu về cái suy nghĩ hoặc là cái lập luận của Talentrit trong cái việc là cập nhật lần này. Cũng có thể là anh ta thấy là sau cái sự kiện cập nhật cái lock đó nó quá nhiều unit mạnh rồi, thì bây giờ cái cập nhật mới Summer đó nó sẽ là một cái cập nhật trở lại mặt đất, kiểu giống trở lại mặt đất là những cái con mới nó cũng không phải là nó quá tệ nếu mà so với bản cập nhật trước nha, so với những bản cập nhật xa xa đó. Nhưng mà nếu mà so với bản cập nhật về clock á, thì nó thật sự là nó cực kỳ tệ luôn các bạn. Tất cả các unit đều cài, trong đó cái con mà Bùm gọi là thất vọng nhất và Bùm cảm giác là sai lầm lớn nhất của Talentrit, và Bùm hy vọng rằng anh ta sẽ sửa lỗi nha, đó chính là sai lầm về cái con Titan Sandman. Nó quá yếu và nó quá dở luôn đó các bạn. Làm ra một con unit nó quá dở trong một cập nhật Summer, nếu như các cái con game khác hoặc là kể cả ngoài nền tảng Roblox luôn các bạn, Summer là một cái dịp rất là tốt để mà PR cái sản phẩm của mình, để mà PR cái con game của mình, thì Talentrit lại bỏ lỡ nó và anh ta phải thay đổi, anh ta bắt buộc phải thay đổi. Summer lần này nó quá tệ để mà có thể là farm. Farm cái gì các bạn? Các bạn lấy vàng vô, các bạn summon hết những cái con đó, hoặc là các bạn gọi là đi farm gem, các bạn đi market play, các bạn đi săn sale, rồi các bạn có cho được cái con mua bằng robot đó các bạn, cái con cái gì upgraded last laser cameraman, cái tên nó cũng hơi dài nha các bạn. Thì cái con đó thì nó cũng gọi là ok, ổn định đi, bởi vì là lúc trước Bùm review thì do là Bùm bị mắc lỗi trong cái việc là đánh giá chưa đúng nó, là ở chỗ là Bùm nói nó không chống stun là sai hoàn toàn, đó là gọi là sai tuyệt đối luôn á các bạn. Mà cái con đó nó chống stun theo trường phái gọi là up mát, và khi nó up mát là nó sẽ chống stun 100% luôn nha, với một cái lượng DPS giống như vậy. Thì Bùm thấy là cái con đó cũng là một cái con khá là ok, và chúng ta có thể đem nó để mà đi vô cái map sự kiện mới. Nhưng mà cái map san sự kiện mới thì thật sự mà nói là farm cũng chả để làm gì cả. Khoan các bạn ơi, cái lúc này để Bùm coi mấy cái con này coi có cần Ultra Time Stop ha. Chắc nhấn thì hồi kêu cũng 200 giây rồi á. Nhấn lên đi cho nó farm được đi, rồi chúng ta lại tiếp tục chúng ta tâm sự với nhau về cái con game này ha.
thì cái việc mà cập nhật giống như vậy nó có lý lẽ trong cái kiểu là thôi pay to win nhiều quá rồi, thôi hả, những cái người mà may mắn nhiều quá rồi thì giờ đổi lại, giờ suy nghĩ lại đi, chúng ta về với mặt đất, chúng ta có những con unit nhẹ nhàng nó ok ổn định hơn. Nhưng mà cái sai ở đây nó không phải là sai từ unit, mà nó sai từ cái chế độ chơi và nó sai từ cái phần thưởng nhận được từ event. Tại sao một cái con map khó giống như vậy mà lại cho cái gì? Cho 1.000 tiền, cho 2.000 tiền để làm cái gì ta? Không biết nữa. Cho 1.000 tiền, cho 2.000 tiền đó để làm cái gì? Nói thật với các bạn là Bùm cũng không biết là để làm cái gì luôn các bạn. Thiệt tình đó, và Bùm nghĩ là bắt buộc phải thay đổi, chứ không phải là có thể thay đổi hoặc là không thay đổi nữa các bạn. Chứ không thay đổi là chắc chắn con game sẽ dead. Nó sẽ dead từ từ đó, chứ không phải là dead một lần nha các bạn. Đó, hồi nãy các bạn nhìn thấy cái hiệu ứng cái con gà nó quét qua không? Sau khi nó quét qua rồi cái là hả, đã bị ngủ hết. Bùm đang có sai lầm ở đây các bạn. Bùm sai lầm ở đây là hả, không chịu úp cái con Astro sớm, úp cái con Astro trễ quá, giờ nó hơi lọt lọt. Nhưng mà Bùm vẫn cảm giác là nó ổn nha các bạn. Vẫn cảm giác là cái việc mà chúng ta đưa cái con Titan Fan Bùm ở đây nè, nó tạo ra một cái hiệu ứng đẩy tốt và nó làm cho cái việc dev map của chúng ta trở nên là khá là thuận tiện đó các bạn. Nó các bạn thấy không? Nó đẩy nó vẫn còn trong đường đi, và cái việc piercing của cái con uplop của mình đó nó vẫn có khả năng là đảm bảo được. Và nếu mà Bùm đợi được 90 giây tiếp theo thì Bùm sẽ có thể là nhấn được một lần Ultra Time Stop nữa, và nếu mà nhấn được rồi thì Bùm nghĩ là nó sẽ không gặp phải trường hợp giống như hiện tại nữa. Thì thôi thì tạm thời thì Bùm cũng phải phải gọi là hả, đổi target cái con này xíu để mà nó giải quyết đều lại các bạn. Chứ không thôi là để nó vô sâu quá thì nó lại bắt đầu nó stun nó là nó gây ra những cái khó chịu của các bạn. Và chỉ cần một lát nữa thôi, khi mà cái con toilet nó được dọn rồi thì chúng ta sẽ đỡ hơn ha. Nói gì thì nói thì Bùm nghĩ là nó vẫn auto skip được xa các bạn. Và đây cũng là một trong những cái minh chứng cho thấy là việc mà chúng ta đưa cái con Titan Fan Bùm vào giữa bản đồ nó sẽ tạo ra hiệu quả hơn trong cái việc các bạn full auto skip khi các bạn sử dụng cái con upgraded Titan Lockman. Đây các bạn nhìn đi, đây là quay 115 nha các bạn. Các bạn tưởng tượng quay 115 này giống như hồi lúc trước mà tới quay cỡ chín mấy gì đó các bạn. Chín mấy 100 gì đó các bạn, đâu đi được đó, thấy không? Bắt đầu này các bạn, bắt đầu là khi mà Bùm có hai con slow rồi đó, con slow trước slow sau, và Bùm giải quyết được mấy con này nó sẽ gom về trước nữa. Và quan trọng nhất là Bùm vẫn còn một cái Ultra Time Stop nha các bạn. Đây, mười mấy giây nữa là có Ultra Time Stop rồi. Ôi, thấy chưa, thấy pay to win dữ chưa các bạn. 116 luôn rồi đó. Ôi ôi, farm kiểu này chắc hả, người ta ghét mình dữ luôn á. Ôi ôi, mày pay to win, mày xịn hơn tao quá trời xịn rồi, mày xịn vé dè dè kiểu này rồi, ai chơi lại mày đó. Ultra Time Stop lên cái rồi đó, nhìn đi các bạn, nhìn đi các bạn. Có cái gì sợ hãi không? 118 rồi nha các bạn. Thậm chí là mấy cái con mới đó, mấy con toilet mới như Astro Solider Toilet, là mấy cái con này là nó không chịu cái hiệu ứng đẩy lùi nha các bạn. Đó, như các bạn thấy đó, nó đâu bị đẩy lùi đâu. Mà vẫn giải quyết gọn gàng, giải quyết dễ dàng, giải quyết êm xuôi luôn các bạn. Quan trọng là bây giờ chúng ta coi thử coi đến quen 120 đó, khi mà cái con boss ra đó thì chúng ta có giải quyết được cái con boss 120 đó hay không. Và nếu nó giải quyết được cái con boss 120 đó thì Bùm xin khẳng định với các bạn là cái con Titan Fan Bùm, nếu các bạn say ở đây đó, nó chính là cái phương án tốt nhất cho cái việc farm răng trong người chơi pay to win. Người chơi hệ Mr. Beat. Nó khỏi nói nhiều luôn, cái đó là điều trắc trắng một krem phần krem rồi, nói cái gì nữa. Ê, có mấy con quát rocket này các bạn ơi, mấy con quát rocket này thì Bùm phải chuyển phết một vài con nữa nha. Rồi chúng ta sẽ chuyển phết rồi chúng ta up ha. Rồi rồi, ok ok, ở đây thì chắc là Bùm sẽ phải đổi target của con này các bạn ơi, tại vì cái con ở trước này nè nó chiếm cái slot của slow của Astro nhiều quá rồi, thêm con gà ở phía sau nữa các bạn, bắt đầu nó không đơn giản rồi đó nghe. Nhưng mà các bạn yên tâm, Bùm vẫn còn xử lý được. Và khi mà Bùm nhìn vô cái tình thế này đó, Bùm vẫn có thể khẳng định được với các bạn là Bùm vẫn còn đi được. Bởi vì nếu mà Bùm vẫn còn xì lâu được những con này nha, nó vẫn còn bị đẩy nha, thì chúng ta không có gì quá quan tâm tới cái phần phía trước này hết. Mình đủ đam để giải quyết con Astro. Nhưng mà cái quan trọng là những cái quay sau đó, khi nó spawn con gà ra và cái con uplock của mình đó nó không thể chống được cái tên của con gà đó, thì nó sẽ hơi tệ. Không phải hơi tệ đâu, nó tệ lắm á, nó tệ dữ trời lắm á, chứ không phải là tệ bình thường đâu. Hai, chúng ta cứ từ từ chúng ta thưởng thức đi các bạn. Dù gì cũng đã tới 124 rồi còn đổi gì nữa trời. Thề 124 rồi mà còn đòi hỏi gì nữa. Mà ví dụ 124 này thì nó ghi nhận thì Bùm nghĩ ghi nhận ít gì nó cũng phải đâu đó là 119.
đúng không? Chứ làm gì có ghi nhận ít hơn. Đặc biệt nữa là Acho. Acho này mà bị xử lý là nó ghi nhận tới 120 luôn nữa, chứ không phải 119 nữa. Trời ơi, đó khỏi nói rồi. Không là một cái nghĩa đẻ gì ở đây trên các bạn. Nhìn đi các bạn, nhìn nó đi các bạn. Sấm. Trời ơi, con gà nó quét quá trời khó chịu rồi. Thiệt tình đó, quỷ gà, quỷ yêu gà này thiệt. Ai up lên rồi bây giờ à, tuy là vậy vẫn phải đổi target các bạn ơi, bắt đầu vô mày. Ai xà ơi, không biết đi được tới đâu đây, có nên nhấn ultra time stop lên không ta? Chắc là phải nhấn rồi các bạn ơi. Rồi ok, thôi bùm nhấn ultra để bùm giải quyết cái chuyện này ha, nó bắt đầu nó mệt rồi đó mọi người. Rồi nhấn lên. Nhấn lên thì gọi như là hả, lại tiếp tục thêm một cái phần nữa để mà chúng ta hả vượt qua cái chế độ sinh tồn lần này. Xài chúng ta lại có thể là vượt qua. Bây giờ thì đổi target một số con về tròn gịch đi các bạn. Rồi rồi một vài con phết thôi. Rồi up lên nè. Ý xài. Đơn con nhà bà giảng, con cái gì đâu mà phức tạp. Trời ơi, dầm thứ hả boss nhiêu đây nè, tới đây nè các bạn. Các bạn đừng tưởng là hả vậy thua nha. Con gì thì không biết chứ con miêu tình này thì hả dầm thứ hả nó bị đẩy vé dè dè, yên tâm. Ê. Ê. Tính ra nhìn hồi cái span đã được cái con boss 130 luôn hả ta. Ê. Ôi ôi, cái này là super pay to win luôn rồi các bạn ơi. Quá trời quá đất pay to win luôn rồi. Nhìn thấy con boss 130 luôn nè các bạn. Thiệt, nói thiệt với các bạn là lúc bắt đầu video bên này bùm không có nghĩ là đi tới đây được. Tại vì như lúc trước á, 110 mấy là bắt đầu nó lọt lọt rồi, tới 123, 24 gì là nó lụm, nó sụm rồi. Mà cái này trời ơi, quá trời, quá ngon với anh trai. Trời ơi, ngon dê dê luôn trời. Ôi ôi, ngon, thơm bơ các bạn ơi. Chính xác rồi. Pay to win thì nó phải gọi là nó phải hả ghê gớm vậy chứ hả? Pay to win là không ghê vậy rồi, lấy gì pay to win đúng không? Ai xài. Rồi bây giờ là nó spam 132 luôn nha các bạn. Đây, con boss 130 đây, ra bớt ra bịt toilet nó đang đứng đây. Như vậy là đủ hài lòng rồi các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ sợ là sợ cái gì? Sợ cái con Glitch ra đó thì chúng ta mới có kết thúc sớm thôi, còn nếu Glitch không ra thì chắc kết thúc cũng không sớm đâu các bạn. Kết thúc nó cũng trễ lắm á. Nhìn đi. Trời ơi. Ê. Rồi. Mấy con gà nó quét nó đi. Nó chạy dè rồi các bạn ơi. Trời ơi. Nó chạy quá chạy rồi. Nó qua tầm đẩy của con Titan Phan Bùm rồi. Anh em ơi. Ê. Ê, đổi ta kìa, đổi kìa. Đây tôi gọi là tới hơi thở cuối cùng các bạn. Làm gì làm cũng tới hơi thở cuối cùng. 46 giây nữa hả? Ai xà. Rồi con rabbit rabbit toilet nó bắt đầu hả, nó nhảy vô nó tuôn quá tuôn à, tuôn vé dè rồi các bạn. Thôi ok các bạn, thì hả chúng ta sẽ kết thúc cái trải nghiệm đây và Bùm sẽ cho các bạn biết hệ thống ghi nhận quay bao nhiêu nha. À, nó ghi nhận Bùm đi đến quay 119 nha các bạn, và tổng số ẹp của Bùm là 1814. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia thử trên phút nha. 1814 chúng ta chia cho 44 gần như 44.3 phút các bạn. À thì ôi ơi các bạn, 40.8 kinh nghiệm trên 1 phút nha các bạn. Các bạn có ít hay là 80 kinh nghiệm trên 1 phút. Còn như hồi lúc trước á, là các bạn gọi là 1 phút các bạn chỉ cần 77-78 kinh nghiệm là các bạn gọi là dữ trời lắm rồi. Chứ làm gì ra tới 8 mấy gì dữ gì trời. Ôi ôi farm dê dê luôn trời. Rồi thì cái video trải nghiệm về dùng đội hình Mr. Beast để reo răng anh lịch của Bùm chỉ có như vậy thôi. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ cho Bùm một like, một đăng ký kênh nhé. Và bây giờ thì bye.